Thời gian chất chưa là đây rồi. Hasayo. Ok, xin chào tất cả những anh em đã đến với chương trình của mình. Mình là Kase đây. Nay mình sẽ làm clip về cái cây hủy lô kiếm gôn. Một dòng vũ khí gọi là có độ hot đó. Xuất thuốc mỉ man không hề tính cạnh. Thì đây là dòng vũ khí hủy lô kiếm. Dòng chiến thì với cái lượng không hơi mong rồi. Hôm nay mình sẽ cầm mình sẽ đi cầm chiến rồi lợi dụng. Yo, một bé nào, lấy được một bé quá ngon. Hôm nay mình sẽ không mong dòng, mình sẽ không não thằng dòng đi luôn cho nó. Rồi anh bỏ rồi, em không có kêu anh. Hai em đi, em không có kêu anh ơi. Em chỉ mới giết một thằng bên kem anh thôi mà là gì. Em làm cái gì? À rồi, tao nhìn mặt mày có đầy sát khí đồng nặc rồi. Sao chuồn trước? Thôi rồi. Chị bóng ma ơi, chị đừng có nhìn em với cái cặp mắt dâm dê đấy. Đừng có nhìn tao với cái cặp mắt dâm dê đấy. Đừng có nhìn tao. Ok, mình sẽ cầm khẩu lục copy hongo này hỗ trợ mình trong trận đấu này. Cầm lục cầm hủy lô kiếm gôn mà đi cầm chiến kiểu này khoai quá à mày. Úi giời, đam thì mạnh, đam thì lại mạnh quá tơ nào. Xin vài cái vô lao lên là chết đi con ạ. Rồi đúng rồi, quỳ xuống. Cửa không dám quỳ. Mày qua hả mày? Trời ơi. Đông phần cờ hóa kia lên máu đỏ rồi. Ôi vai. Tiếc quá. Bên kia là máu đỏ rồi ấy. Bên có thằng kia. Mày chết tao đếm tao. Còn một đứa nữa gì đây? Hiện tại em đang trong phòng liên cục tự do 1/55, tự do 1/55 ở bên server miền Bắc. Hiện tại đây ở bên tự do 1/55 ở bên server miền Bắc nha. Thì nói chung cái cây hủy lô kiếm này xem rất là phê. Đây là hủy lô kiếm bình thường, nó đã được gọi là kiểu như là nó đã vượt qua hàng cơm tiếp tục hầm bí viện. Và em nó đã trở nên sắc sở như thế này đây. Em đã ăn máu đã hầm bí viện rất là nhiều lần và tốn kém rất là nhiều tiền. Bây giờ em mới đã được màu vàng sắc son thế này rồi. Mày cứ leo lên đi tao không chết. Đúng rồi. Úi giời, mặn quá. Hờ bí hoa nó lại mặn quá cơ. Muốn biết đang là không được. Đang to như quả xoài trên đầu quả gạch thôi rồi. Đang to như bằng quả chuối. À rồi. Rồi vô lên. Cái gì? Cái gì mình lắp vào đấy là sao nhỉ? Thầy luôn. Mình lắp là thế nó thua rồi. À rồi, hero. Vâng. Đâu rồi? Mày một bé cướp to luôn nhé con. Chiếm rất là nhanh. Con tung những cái con y tá quỷ này chiếm rất là nhanh. Chuột trái. Đừng có nhắn tin nào đơn lát. Tạm dân cho bên server miền Bắc. Phòng của mình là liên tục tự do 1/55 bên server miền Bắc nha. Mình đang chơi bên server miền Bắc. Cái nick này mình đã mượn của một người trong CC Top là chung một năm gì đó. Mình tên nó dài dòng quá mình đọc không được. Thì nick này có cây hủy lô kiếm gôn mà bây giờ mình làm clip cho mình xem đây. Dài à, chúng ta không thuộc về nhau. We don't talk anymore. Lắc quá. What the fuck?
sẽ tiến vào cái tính đen là nên to quá. Mình xin nhất lại phòng nhá, mình đang ở bên server miền Bắc và phòng là tự do 1/55. Ai bên miền Bắc thì vô nhá, còn mình đang hôm nay mình không có quay. Hôm nay mình quay clip về thủy lô kiếm gold mà nick của mình là không có. Tiền chả có đâu nạp vô nên đang phải mượn nick của người ta để quay thôi. Chứ anh em cũng phải thông cảm cho mình. Anh em đừng có chat nữa vì lắc nó không có chơi được. Quay clip nó sẽ khó. Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn, tí nữa rồi mình sẽ trả lời sau. Đang qua clip mà ông cứ hỏi mấy câu thế bên tôi nó lắc sao. Pin 20 mấy. Vô. Đừng có nhắn tin nữa. Bực mình quá. Mình vãi. Con đi lên mất rồi. Đờ mờ cứ xúc ngày chép quá tao chặn luôn. Like rồi mày ấy, thì có đâu mà biết live stream đâu mà like. Thật chết. Bố mà biết like, bố like từ lâu rồi. Không đợi đúng rồi đâu. Chưa coi hành còn Akago còn hành. Nhưng mà nó còn khở Blizzard nó hẩm dung thế. Ông mộ chuyển đổi bằng niềm tin à. Bây giờ mình hủ chắc thế nhỉ. Yo. Rồi, à. Rồi như là hồn huyền kiếm ở bên xe em ấy. Soi kiểu đấy nhìn như hồn huyền kiếm ấy. Rồi đang lên đánh là tớt. Hổng thôi. Chứ khi nào mà đi cần chiến không không lượng phòng khoai lắm. Vũ khí cần chiến là cũng vậy. Có cái gì đó nó bổ trợ bạn. Bổ trợ chứ lượm hòm không khoai sao ấy. Rồi quá sao nên nó bò chậm vậy. Rồi lại lên thằng ố. Rồi đi ăn boss này bậy bạ quá. Boss phải đi rồi mình sẽ cần chiến. Những người nào đang lẻ loi cô đơn mình sẽ nối vòng ta lớn. Rồi. Rồi còn một bé nữa, top 1. Trời ơi, bó, em không có kêu ăn. Tao chỉ vừa mới ăn một mạng đồng bọn nhà mày thôi mà mày gì mà lao lên giết tao rồi. Rồi. Lao với bố à con, lao với bố à. Này thì bó, mày ăn thức thăng của tao mày được lắm mày. Này, ê. Tao tìm cho mi bê bốn này bạn ơi. Đi đâu móc lốp, trời ơi. Sướng tòi mồm. Này, loài mồm rồi. Đi rồi, Oh shit. What the hell. Vãi lìn thật. Hay quá, pha nãy tự nhiên cận chiến được zombie. Cận chiến boss rồi. Vài em chăm non, trời ơi, hèn nó về. Ăn tít vào mồm. Và một bé. Lấy top luôn, cận chiến boss nó phê rồi. Mấy cái người làm gì đâu mà biết. Làm gì biết nick của bạn, ổn đâu mà đồ dấu. Hư cấu. Ôi rồi ôi, một shotgun F VIP rồi. Một shotgun F VIP rồi còn kia nữa. Ông hình như Obama đang chân đích của Angerigami. Angerigami hiện tại đang là off. Đây. Angerigami hiện tại đang off. Chứ mình Angerigami chưa có ở giờ này. Chắc là Obama trong CC Top lại mình nick của Angeri chơi rồi. Ok, tiếp tục đây. Hồng phê lắm hôm nay là hồng nét não luôn.
Đấy, game này có sút thuốc mami, nhưng mà muốn sở hữu được em nó viền viễn thì phải trả một cái giá cũng không hề nhẹ đâu. Đó là chúng ta phải bỏ ra một số lượng tiền cũng khá là khổng lồ đấy. Tầm cỡ sắp xỉ 500 đi, cho 500k đi. Thì để xem ta vận may của anh, vận may sẽ thế nào chứ. Em này tốn nhiều tiền lắm. Rồi, nối vòng tay lớn rồi, nối vòng tay lớn một bé rồi. Rồi, từ. À, cận chín là đầu nhỏ, cận chín đầu nhỏ trước. Con này nguy hiểm lắm, phải cầm nhịp khẩu trước, không là... Kiểu sao lại mang hại vào người, à, chị y tá quỷ. Chị y tá quỷ lao lên làm cái gì đấy. Rồi, đúng rồi, nhảy qua đây. À, mày khôn được. Ê, nếu mày có con y tá quỷ không, tao phá chết mày rồi chứ con. Rồi, đây là cái khúc mà người chơi muốn tỏ sáng trong đêm nay là vậy đấy. Ui rồi, bắn một viên mà xuyên cả hai à? Hư cậu, trời ơi. Nó lại ngắm quá cơ. Hello. Nó lại ngắn quá. Đề phòng có em zombie là nó kia lại chưa bất dậy lắm. Rồi, qua đây, come on, qua. Mày không qua nữa đi, nó bả tao chết giờ. À. Rồi. Đi lục khỏi người lại mặt quá, muốn nối vòng tay lớn cũng phải được. Rồi. Nối vòng tay lên, trời ơi. Vâng, tấn cận chiến. Ai, hát sai vô, ta là Yeshua. Hôm nay có một sự điều may mắn rất là lạ hơn. Hôm nay tôi cầm phẩm này như chắc không làm nhau, không làm boss đâu. Thật ra mình chỉ review vài ván thôi cho anh em xem cái sức mạnh hủy diệt của em zombie cái cây hủy lôi kiếm vô này. Bề ngoài đã được thẩm mỹ viện một cách rất tinh tế và chu đáo. Có cái chức năng sâu hàng này như món đồ FVP thì không cần bàn cãi nữa, vì và với việc thông não zombie là chuyện dễ như ăn cháo. Anh em nhìn cái để ý cái lưỡi kiếm đi. À, nó nhỏ từ cm, nó hông hôi rồi. Cái đầu con zombie nó đang cong cong, nó hơn kiểu một không luôn là bằng phẳng luôn. Cái gì vậy? Hết được thông này, được hết được thông rồi. Này hết được chữ hông. Ôi. À, rồi, có bé, mũi vòng tay lớn rồi. Một bé. Trời ơi, thứ cháu. Trời ơi, nó thứ cháu. Mày, đừng đến mà bắn nữa. Làm cho mi đi con ạ. Đồ, mình bay ngu quá. Phải đấy, tự nhiên mình đã bay ngu quá cơ. Không có. À, cái kìa. Tập đàn zombie hợp vui cái kìa. Lò cái mặt có ra. Cái này, sao nó thấy là mình hay vậy ta? À, cái móng tay của con này nó dài quá. Anh em để ý móng tay của nó đi, nó là dài. Dài như cái kim nam châm. À, rồi. Tao thấy một bài á rồi. Em nào đang hợp du. Octagon, cái gì? Ai, Miss, nào giờ, được á? À, nên ném flash thôi nhỉ? Rồi, ok, di chuyển nào con. Kỹ năng di chuyển không gian thời gian, Berlin, mình sẽ Berlin. Giờ nó đẩy ra mạnh quá. Bay quá không có được. Đèn. Con dùng điện thôi. Yêu sinh lý rồi. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây thôi nha. Cảm ơn anh em đã coi và nhớ like and subscribe cho mình nha. Cảm nhận của mình với cái kênh này là phê lắm rồi. Mình hồi xưa muốn sở hữu nó nhưng mà mình lại không có tiền. Ok. Anh em nào cảm thấy hay thì hãy đầu tư vào một chút xíu. Chúng ta sẽ có em này bị biến. Ừ, chỉ một đứa đã rồi, ai.
mình sẽ cần kiếm một bé trước khi mình rồi nối bằng tay lớn được bóp luôn. Nối vòng tay lên, trời đất ơi. Lại hư cấu, mình muốn sống. Hư cấu. Ok, cần chín như được rồi. Mình dừng clip tại đây nha. Cảm ơn anh em đã coi và nhấn like subscribe cho mình nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.